Hoàng Anh trân trọng kính chào quý khán giả đến với kênh Culture Channel, kênh tin tức Canada và thế giới do tạp chí Culture thực hiện, là tờ tạp chí văn hóa đời sống Anh Việt đầu tiên tại Canada. Sau đây mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin thế giới trong bản tin sáng thứ năm ngày 4 tháng 4 với những tin tức đáng chú ý. Thưa quý vị, cập nhật về trận động đất tại Đài Loan, hơn 1.000 người bị thương và những nỗ lực giải cứu. Tính đến sáng ngày 4 tháng 4, đã có 9 người tử vong và hơn 1.000 người khác bị thương sau vụ động đất ngoài khơi Đài Loan. Vẫn còn gần 70 thợ mỏ bị mắc kẹt, hàng chục công nhân đang trên đường đến một khách sạn ở công viên quốc gia hiện hầu hết đã được an toàn. Trận động đất với cường độ 7,2 độ Richter xảy ra vào sáng ngày 3 tháng 4 là trận động đất mạnh nhất trong 25 năm qua ở đảo Đài Loan. Hãng tin Reuters sáng ngày 4 tháng 4 dẫn lời cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho biết số người bị thương sau thảm họa đã lên tới 1.050 người và 52 người vẫn còn mất tích. Khoảng 20 trong số gần 50 nhân viên khách sạn đang trên đường đến một khu nghỉ dưỡng ở công viên quốc gia Taroko đã được định vị. Sở cứu hỏa cho biết nhóm người bị mắc kẹt trên đường cao tốc xuyên đảo đi qua hẻm núi nối Hoa Liên với bờ biển phía Tây Đài Loan và là một địa điểm du lịch nổi tiếng Sở cứu hỏa cho thấy cảnh quay bằng máy bay không người lái ghi lại cảnh một số nhân viên khách sạn cùng với những người khác đang vẫy tay từ bên đường. Trong khi ở phía sau là hình ảnh một chiếc xe bus nhỏ với phần sau đã bị nghiền nát cũng được nhìn thấy rõ ràng. Một nhóm khác gồm 26 công nhân cũng đã được tìm thấy. Theo đài CNN ngày 4 tháng 4, khoảng 71 người vẫn bị mắc kẹt trong hai hầm mỏ Hepping và Jongi ở Hoa Liên. Cập nhật sau đó của Reuters từ cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho biết vào sáng thứ Năm, một trực thăng đã giải cứu được 6 người bị mắc kẹt trong khu vực hầm mỏ. Cơ quan quản lý đường sắt cho biết tuyến đường sắt đến Hoa Liên đã mở lại trước dự kiến vào thứ Năm, mặc dù một nhà ga nông thôn ở phía bắc thành phố Hoa Liên vẫn đóng cửa do bị hư hỏng. Tại thành phố Hoa Liên, nơi những người bị mắc kẹt trong các tòa nhà đều đã được giải cứu. Một số người phải ngủ ngoài trời qua đêm khi hơn 300 cơn dư chấn làm rung chuyển khu vực, khiến người dân lo lắng một phụ nữ 52 tuổi họ Du cho biết cô đã đăng ký vào một căn lều trên sân thể thao được sử dụng làm nơi trú ẩn tạm thời vào tối thứ tư vì quá sợ hãi khi phải ngủ trong căn hộ của mình, nơi mà cô mô tả là một đống hỗn độn. Các cơn dư chấn thật kinh hoàng, nó diễn ra không ngừng nghỉ, tôi không dám ngủ trong nhà, cô nói. Sáng ngày 4 tháng 4, nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới TSMC đã tiếp tục nỗ lực khôi phục hoạt động sau trận động đất đây là một tin mừng cho các nhà sản xuất iphone máy tính xa hơi và nhiều sản phẩm công nghệ khác trước đó tsmc đã phải dừng một số dây chuyền và di tản công nhân do ảnh hưởng từ trận động đất trung tâm cảnh báo sóng thần thái bình dương cho biết mối đe dọa sóng thần từ trận động đất lớn ở đài loan hiện đã qua nhưng người dân ở gần các khu vực ven biển nên cảnh giác Trận động đất xảy ra ngay trước 8 giờ sáng ngày 3 tháng 4 giờ địa phương ở Đài Loan và có cường độ 7,2 độ Richter gây ra sóng thần ở Đài Loan, miền Nam Nhật Bản và Philippines. Đến 10 giờ sáng giờ Đài Loan, trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết, mối đe dọa sóng thần phần lớn đã qua, nhưng người dân ở gần các khu vực ven biển nên cảnh giác. Cơ quan địa chấn Philippines đã hủy bỏ cảnh báo sóng thần sau trận động đất ở Đài Loan. Nhật Bản cũng đã gỡ bỏ mọi cảnh báo sóng thần theo cơ quan khí tượng Nhật Bản JMA, các cơn sóng thần nhỏ khoảng 30 cm ập vào các đảo Yonaguni, Ishigaki và Miyako thuộc tỉnh Okinawa. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã cử máy bay tới thu thập thông tin về tác động của sóng thần quanh khu vực Okinawa và đang chuẩn bị nơi trú ẩn cho người di tản nếu cần thiết. Quan chức của cơ quan khí tượng Nhật Bản cho hay là hãy tránh đến gần hoặc xuống biển cho đến khi cảnh báo được gỡ bỏ. Ngay sau khi có thông tin động đất ở Đài Loan, hãng tin Kyodo cho biết các chuyến bay tại sân bay Naha ở tỉnh Okinawa đã bị đình chỉ sau khi có cảnh báo sóng thần. Hành khách đã được khuyến khích di chuyển lên các tầng cao hơn của nhà ga do sân bay nằm trên bờ biển của hòn đảo chính của tỉnh. Tại Okinawa, chuông báo động liên tục vang lên, kêu gọi người dân di tản đến vùng đất cao hơn. Trên đảo Yonaguni, người dân di tản đến một trường cấp 2 nhìn ra biển. Phần Lan tổ chức quốc tang tưởng niệm nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng ở trường học. hãng tin AFP dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Phần Lan cho biết, tất cả các tòa nhà và tổ chức công cộng sẽ hạ cờ, treo cờ rủ để tưởng niệm một học sinh trong vụ xả súng từ 8 giờ ngày 3 tháng 4 theo giờ địa phương. Ngày 2 tháng 4, một thiếu niên 12 tuổi bất ngờ xả súng ngay trong trường học, bắn chết một bạn học và làm hai người bạn khác bị thương nặng. Bộ ngoại giao Kosovo xác nhận trong một bài đăng trên Facebook rằng một trong hai nạn nhân bị thương là một bé gái đến từ Kosovo. Vụ việc xảy ra tại thành phố Venta, thành phố lớn thứ tư ở Phần Lan. Ngôi trường xảy ra vụ xả súng có khoảng 90 nhân viên và 800 học sinh từ 7 đến 15 tuổi. Theo kênh truyền hình MTV Utsat của Phần Lan, thiếu niên này đã đeo khẩu trang và tai nghe chống tiếng ồn trong lúc thực hiện vụ xả súng nghi phạm 12 tuổi đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường ngay khi cảnh sát ập đến. Khoảng một giờ sau, các cảnh sát thành phố Vanta đã bắt giữ nam sinh này khi cậu đang ở cách hiện trường 4 km. Trong vòng thẩm vấn sơ bộ, thiếu niên này thừa nhận mình đã xả súng trong trường học với thái độ vô cùng bình tĩnh. Các cảnh sát địa phương cũng xác nhận không có đồng phạm nào khác trong vụ án này. Đồng thời, cảnh sát cho biết thêm vũ khí mà nghi phạm dùng để gây án thuộc quyền sở hữu của một người thân của nam sinh. Ông Trump nói là nghi phạm nhập cư trái phép không phải con người. Trong chiến dịch vận động ở Michigan, khi bốn bang của Mỹ bỏ phiếu bầu cử sơ bộ ngày 2 tháng 4, trong đó có bang chiến địa Wisconsin, ông Trump tiếp tục miệt thị người nhập cư trái phép ở Mỹ. Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa đã liệt kê một số vụ án hình sự liên quan đến nghi phạm là người nhập cư bất hợp pháp và cảnh báo rằng Bạo lực và hỗn loạn sẽ tàn phá nước Mỹ nếu ông không giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 tới này. Khi nói về Lakin Riley, một sinh viên 22 tuổi ở Georgia, nghi bị một người nhập cư Venezuela sát hại, ông Trump nói rằng một số nghi phạm nhập cư là hạ nhân. Đảng Dân Chủ nói xin đừng gọi họ là động vật, họ là con người. Tôi nói không, họ không phải là con người, họ không phải là con người, họ là động vật. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Trump trong các bài phát biểu của mình ông trump thường xuyên tuyên bố nhiều người đã trốn khỏi các nhà tù trại tị nạn ở quê nhà đã vượt biên giới mỹ mexico trái phép và đang thúc đẩy tội phạm bạo lực ở mỹ ông cũng cảnh cáo rằng các quốc gia mỹ latin đang cố tình đưa tội phạm của họ vào mỹ mặc dù dữ liệu hiện có về tình trạng tội phạm nhập cư còn ít các nhà nghiên cứu cho biết những người sống ở mỹ bất hợp pháp không có tỷ lệ tội phạm bạo lực cao hơn so với người bản xứ Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đổ lỗi cho ông Trump vì đã khuyến khích đảng Cộng hòa tẩy chay đạo luật tại Quốc hội trong năm nay nhằm tăng cường an ninh ở biên giới phía Nam và giảm nhập cư bất hợp pháp. Khoảng 38% đảng viên đảng Cộng hòa và 1 phần tư cử tri độc lập cho rằng nhập cư là vấn đề hàng đầu của đất nước trong cuộc thăm dò của Reuters Ipsos công bố vào cuối tháng 2 2024. Trong nội bộ tranh giành cổ phiếu, cựu tổng thống Trump kiện đồng sáng lập Truth Social. Cựu tổng thống Donald Trump đệ đơn kiện những người đồng sáng lập mạng xã hội Truth Social, cáo buộc họ đã quản lý sai nền tảng truyền thông xã hội ngay từ đầu và do đó sẽ mất cổ phần trong công ty gần đây đã ra thị trường chứng khoán, theo NBC News loan tin hôm thứ Ba ngày 2 tháng 4. Trong hồ sơ nộp lên tòa án tiểu bang Florida vào tuần trước, Trump Media and, Trump Media and Technology Group Corp. lập luận rằng các giám đốc điều hành Wes Moss và Andy Lintinsky đã phạm một loạt sai lầm dẫn đến việc công ty bị trì hoãn lâu dài trong việc ra thị trường và kêu gọi thẩm phán tước quyền sở hữu cổ phần của họ trong công ty. Hai người này từng là thí sinh trong chương trình The Apprentice của ông Trump trên NBC đã trình bày với cựu tổng thống về ý tưởng của show show sau khi ông bị cấm sử dụng Twitter sau vụ bạo loạn quốc hội ngày 6 tháng 1. Vụ kiện được Bloomberg đưa tin đầu tiên cho biết ông Moss và Lintinsky được giao nhiệm vụ thiết lập quản trị doanh nghiệp cho công ty mới và tìm kiếm một công ty vỏ bọc để có thể đưa công ty mới ra thị trường chứng khoán nhằm thu hút lượng tiền mặt. Đơn kiện tuyên bố họ đã thất bại ở cả hai nhiệm vụ. Vụ kiện được đệ trình vào ngày 24 tháng 3 sau khi các cổ đông của Digital World Acquisition Corp bỏ phiếu sáp nhập với Trump Media and Technology Group nay gọi là Trump Media, trong đó ông Trump là cổ đông lớn. Đơn kiện cũng được đưa ra sau khi ông Moss và Lintinsky kiện công ty của ông Trump tại tòa án Delaware Chancery cáo buộc vào tháng 2 rằng ông Trump đang cố gắng làm loãng cổ phần của họ bằng cách tăng tổng số cổ phiếu được phép trong công ty này từ 120 triệu lên 1 tỷ đô la Mỹ. Cổ phiếu của Trump Media bắt đầu giao dịch vào ngày 26 tháng 3 và có thời điểm giá cổ phiếu vượt quá 79 đô la, Kể từ đó, giá cổ phiếu của Trump Media đã giảm, đóng cửa ở mức 51 đô la 60 cent vào thứ Ba. Sự sụt giảm xảy ra sau khi công ty báo cáo khoản lỗ 58,2 triệu đô và chỉ có doanh thu 4,1 triệu đô trong năm 2023. NATO cân nhắc hỗ trợ Ukraine 100 tỷ đô la Mỹ. Trong hai ngày 3 và ngày 4 tháng 4, Ngoại trưởng các nước thuộc NATO sẽ nhóm họp thảo luận về cách kéo dài hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Trang Yahoo News dẫn nguồn tin từ các hãng tin phương Tây cho biết, chủ đề thảo luận sẽ bao gồm một đề xuất gây quỹ 100 tỷ euro hỗ trợ cho Ukraine trong 5 năm và một kế hoạch ngăn cản ông Donald Trump cản trở các gói hỗ trợ cho Kiev. Theo các quan chức ngoại giao tham gia hội nghị, đề xuất số tiền 100 tỷ euro của Tổng thư ký NATO, ông Jens Stoltenberg, sẽ khiến tổ chức này có vai trò trực tiếp hơn trong cung cấp vũ khí, đạn dược và thiết bị cho Ukraine. Ngoài vấn đề Ukraine, các cuộc thảo luận kéo dài hai ngày tại Brussels được tổ chức nhằm kỷ niệm 75 năm thành lập NATO và chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo liên minh này tại Washington vào tháng 7. Kết luận của thảo luận sẽ cho thấy các đồng minh châu Âu của Ukraine sẵn sàng hỗ trợ khiếp đến mức nào khi gói viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá khoảng 60 tỷ đô la Mỹ vẫn bị đình trệ tại Quốc hội Mỹ. Theo kế hoạch đề xuất, NATO sẽ đảm nhận một số công việc điều phối từ liên minh đặc biệt do Mỹ dẫn đầu gọi là nhóm Ramstein. Đây là một liên minh được thành lập để đề phòng Mỹ cắt giảm hỗ trợ Ukraine trong trường hợp cựu tổng thống Donald Trump trở lại tòa bà đốc. Cho đến nay, NATO chỉ tập trung vào viện trợ phi sát thương cho Ukraine vì lo ngại vai trò trực tiếp hơn có thể gây ra căng thẳng leo thang với Nga. Các thành viên của tổ chức này đã cung cấp lượng vũ khí trị giá hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trên các thỏa thuận song phương. Theo các nhà ngoại giao, ngày càng nhiều nước trong NATO cho rằng đã đến lúc phải viện trợ quân sự cho Ukraine trên một nền tảng bền vững hơn và NATO là tổ chức tốt nhất để thực hiện điều đó. Phát biểu tại thủ đô Paris ngày 3 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng NATO đang xem xét các biện pháp có thể đóng vai trò là cầu nối cần thiết để Ukraine trở thành thành viên liên minh. NATO từng tuyên bố Ukraine không thể tham gia khi chiến sự còn chưa kết thúc, nhưng nước này có khả năng sẽ trở thành thành viên NATO trong tương lai. Mỹ và Pháp bất đồng khi Ukraine tấn công vào sâu lãnh thổ Nga Theo kênh truyền hình RT, đứng cạnh nhau trong cuộc họp báo ở thủ đô Paris của Pháp ngày 2 tháng 4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Pháp Stéphane Séjourné đã phản ứng khác nhau trước câu hỏi về những diễn biến mới nhất này. Hồi tháng 3, Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một số cơ sở dầu mỏ của Nga, tuyên bố đã làm gián đoạn nguồn cung nhiên liệu cho quân đội ở tiền tuyến. Đến tháng 4 thì các cuộc tấn công tiếp tục diễn ra và vụ gần đây nhất nhắm vào một số cơ sở công nghiệp ở Ilabuga và Nizhnekamsk, các thành phố thuộc khu vực Tatarstan của Nga, Sáng ngày 2 tháng 4, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công vào một nhà máy lọc dầu Nga cách biên giới khoảng 1.300 km. Phản ứng trước câu hỏi về các cuộc tấn công, Ngoại trưởng Blinken đã khẳng định Mỹ không ủng hộ cũng như không cho phép Ukraine tấn công bên ngoài lãnh thổ. Trong khi đó, Ngoại trưởng Sir John dường như ủng hộ động thái nào mà Kiev thực hiện, cho rằng Ukraine chỉ đang tự vệ. Tuy nhiên, quan chức ngoại giao hàng đầu của Pháp cũng nói thêm rằng, mình không có bình luận cụ thể nào về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Trong đầu tháng 3, tạp chí Financial Times đưa tin, Tòa Bà lo ngại các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng của Nga sẽ dẫn đến giá xăng tăng vọt. Tổng cộng các cuộc tấn công gần đây của Ukraine vào cơ sở lọc dầu của Nga được cho là đã làm gián đoạn từ 12-14% đến công suất lọc dầu của Liên bang Nga. Về phần mình, Moscow đã đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine bằng cách nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện của Kiev. Sau đó, tổng thống Zelensky tuyên bố các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga là một hình thức răng đe. Vì Kiev sắp hết tên lửa phòng không được phương Tây cung cấp. Nhiều tổ chức từ thiện tuyên bố ngừng viện trợ tại Gaza. Thảm họa nhân đạo ở Gaza dường như trở nên tồi tệ hơn khi các tổ chức từ thiện tuyên bố đình chỉ hoạt động trên lãnh thổ này sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel nhắm vào một đoàn xe cứu trợ quốc tế khiến cho 7 người thiệt mạng. Nhóm từ thiện World Central Kitchen WCK, cùng với các tổ chức viện trợ khác như là Enera, giúp đỡ những người tị nạn khắp Trung Đông và Project Hope có trụ sở tại Hoa Kỳ, tập trung vào chăm sóc sức khỏe đều tuyên bố vào ngày 2 tháng 4 rằng họ sẽ tạm dừng hoạt động ở Gaza để bảo vệ nhân viên của mình. Gọi quyết định này là một bước chưa từng có, Enera cho biết vụ giết người cùng với sự mất mát của nhiều nhân viên cứu trợ khác và gia đình của họ đã khiến nhóm của chúng tôi kết luận rằng việc cung cấp viện trợ một cách an toàn là không còn khả thi nữa. Một đoàn xe gồm 3 chiếc xe của nhóm WCK chuyển hàng viện trợ đã bị tấn công vào tối ngày 1 tháng 4, khiến cho 7 nhân viên thiệt mạng, bao gồm các công dân Palestine, Anh, Úc, Ba Lan, một công dân mang hai quốc tịch Mỹ và Canada. Các tàu viện trợ do WCK tổ chức đã đến Gaza hôm 1 tháng 4, mang theo 400 tấn thực phẩm và vật tư, đủ cho một triệu bữa ăn trong một chuyến hàng do các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất tài trợ. Tuy nhiên, các nhân viên chỉ dỡ được khoảng 100 tấn hàng trước cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, khiến tổ chức từ thiện ra lệnh cho các tàu chở số viện trợ còn lại quay trở lại đảo Sip. Vụ tấn công đã gây ra sự phản đối kịch liệt trên toàn thế giới bao gồm cả những lời khiển trách từ một số đồng minh quốc tế thân cận nhất của israel chẳng hạn như là mỹ tòa bà đốc cho biết họ phẫn nộ trước vụ tấn công mặc dù ông john kirby người phát ngôn an ninh quốc gia cho biết không có bằng chứng nào cho thấy israel cố tình nhắm vào các nhân viên cứu trợ thủ tướng israel nói vụ việc là bi thảm và ngoài ý muốn giá vàng lên mức cao kỷ lục sau nhận xét của chủ tịch cục dự trữ liên bang ông powell giá vàng lại tăng lên mức cao kỷ lục vào thứ tư sau khi chủ tịch cục dự trữ liên bang hoa kỳ ông jerome powell nhắc lại rằng những số liệu gần đây về mức tăng việc làm và lạm phát cao hơn dự kiến không làm thay đổi đáng kể bức tranh tổng thể về chính sách kinh tế năm nay có nghĩa là vàng đã tăng lên mức cao lịch sử khác nhờ khối lượng giao dịch tăng sau khi ông powell nhấn mạnh rằng những cú va chạm trên đường đi không làm thay đổi bức tranh tổng thể màu hồng vàng giao ngay tăng 0,5% lên mức 2.292,31 đô la Mỹ một ounce vào lúc 1 giờ 43 chiều giờ miền Đông. Sau khi đạt mức cao kỷ lục 2.294,99 đô la Mỹ một ounce trước đó trong phiên, giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 1,5% lên mức 2.315 đô la Mỹ một ounce. Ông Powell nói rằng nếu nền kinh tế phát triển rộng rãi như chúng tôi mong đợi, ông và các đồng nghiệp tại Fed phần lớn đồng ý rằng lãi suất chính sách thấp hơn sẽ phù hợp vào một thời điểm nào đó trong năm nay. Các nhà đầu tư vẫn mong đợi đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên tại cuộc họp chính sách ngày 11 và 12 tháng 6 tới này của Fed, ngay cả khi dữ liệu kinh tế mạnh mẽ gần đây khiến nhà đầu tư nghi ngờ về kết quả đó. Vàng là hàng rào chống lạm phát và là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn chính trị và kinh tế đã tăng hơn 11% từ đầu năm đến nay, nhờ lực mua mạnh mẽ của ngân hàng trung ương và nhu cầu trú ẩn an toàn. Những bất ổn địa chính trị gia tăng ở Trung Đông vào đầu tháng 4 càng khiến các nhà đầu tư đổ xô và tài sản được coi là nơi trú ẩn an toàn. Vàng cũng được nhận được lực đẩy từ các ngân hàng trung ương lớn như là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed, Ngân hàng Trung ương Anh, BOE và Ngân hàng Trung ương Châu Âu, ECB về việc bắt đầu cắt giảm lãi suất trong vài tháng tới. Báo cáo việc làm tháng 3 của Hoa Kỳ sẽ được công bố vào thứ Sáu này, cùng với dữ liệu làm phát mới sẽ được công bố vào tuần tới. Hai nhà hoạch định chính sách của Cục Dự trữ Liên bang cho biết hôm thứ Ba rằng họ nghĩ rằng việc cắt giảm loại suất của Mỹ ba lần trong năm nay là điều hợp lý. Ông Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures cho biết khả năng cắt giảm lãi suất vẫn còn đó nhưng dữ liệu vẫn thật sự mạnh mẽ. Đây là năm bầu cử. Vì vậy họ không nghĩ là Fed sẽ muốn chịu trách nhiệm về bất kỳ sự sụp đổ nào của thị trường. Giá bạc đã tăng 3,1% lên mức 26 đô la 92 cent Mỹ một ounce và đang giao dịch ở mức cao nhất trong hơn 2 năm. Bạch kim thì tăng 1,7% ở mức 931,13 đô la Mỹ một ounce và palladium tăng 1,2% lên 1015,70 đô la Mỹ một ounce. Trung Quốc và Ấn Độ là hai trong số những quốc gia tiêu thụ vàng nhiều nhất thế giới, đặc biệt là đồ trang sức bằng vàng, vàng. Năm 2023, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc được cho là đã mua khoảng 225 tấn vàng, nâng tổng dự trữ lên tới 2.235 tấn. Trong khi đó, theo Hội đồng Vàng Thế giới, nhu cầu về vàng trang sức ở Ấn Độ lên tới khoảng 562,3 tấn trong năm 2023. Tạp chí Forbes đã công bố những tỷ phú giàu nhất thế giới, Taylor Swift gia nhập. Việt Nam thì có 6 tỷ phú, họ là ai? Ca sĩ Taylor Swift đã gia nhập nhóm những người giàu nhất thế giới, nhóm có các tỷ phú như là Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Việt Nam thì có 6 tỷ phú. Nữ ca sĩ người Mỹ đã lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách tỷ phú thế giới mới nhất của Forbes với giá trị tài sản 1,1 tỷ đô la Mỹ. Cùng gia nhập đợt này có Sam Altman, là nhà sáng lập chương trình máy tính ứng dụng trí thông minh nhân tạo ChatGPT với tài sản 1 tỷ đô la Mỹ. Tạp chí Forbes cho biết năm 2024 có 2.781 tỷ phú, một con số kỷ lục. Con số này cao hơn 141 người so với năm ngoái và cao hơn 26 người so với kỷ lục trước đó được thiết lập vào năm 2021. Forbes cũng cho biết nhóm người tinh hoa này đang giàu có hơn bao giờ hết, với tổng tài sản 14.200 tỷ đô la Mỹ. Mỹ là quốc gia có nhiều tỷ phú nhất với 813 người, tiếp theo là Trung Quốc 473 người và Ấn Độ có 200 tỷ phú. Người giàu nhất thế giới theo bảng xếp hạng của Forbes năm nay là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành hãng đồ xa xỉ LVMH, ông Bernard Arnault người Pháp, với 233 tỷ đô la Mỹ. Nữ ca sĩ nhạc sĩ Taylor Swift đã bước vào danh sách tỷ phú sau khi xác lập được vị thế siêu sao. Trong nhóm 10 người giàu nhất hành tinh, 8 người đến từ Mỹ, trong đó có 6 người làm giàu từ các ngành công nghệ. Tiếp theo ông Arnault và gia đình là ông Elon Musk chủ sở hữu của Tesla và X trước đây là Twitter, người xếp thứ nhì với giá trị tài sản rộng ước tính 195 tỷ đô la Mỹ. Ông Jeff Bezos, ông chủ của Amazon xếp thứ ba. Còn người phụ nữ giàu nhất thế giới là Francois Battencourt Meyers, chủ hãng mỹ phẩm lớn nhất thế giới L'Oreal. Trên danh sách tỷ phú, Francois Battencourt Meyers và gia đình sở hữu 99,5 tỷ đô la Mỹ xếp thứ 15 trên tổng thể. Gia nhập danh sách tỷ phú của Forbes còn có huyền thoại bóng rổ Magic Johnson với tài sản 1,2 tỷ đô la Mỹ và nhà sản xuất truyền hình Dick Wolf, người đứng sau các loạt phim truyền hình Mỹ Law and Order và Chicago PD, cũng với số tài sản 1,2 tỷ đô la Mỹ. Việt Nam thì có 6 tỷ phú, họ là ai? Theo Forbes, năm nay Việt Nam có 6 tỷ phú nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới, bao gồm Chủ tịch tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng, Giám đốc điều hành hãng hàng không Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch công ty cổ phần xa hơi Trường Hải Thaco Trần Bá Dương và Chủ tịch tập đoàn Masen Nguyễn Đăng Quang. Người dẫn đầu các tỷ phú Việt Nam trong danh sách năm nay của Forbes là ông Phạm Nhật Vượng với khối tài sản ước tính là 4,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 0,1 tỷ đô la Mỹ so với năm ngoái. Ông Vượng đã có 12 năm góp mặt trong danh sách này. Tiếp theo là bà Nguyễn Thị Phương Thảo với tài sản tăng từ 2,2 tỷ lên 2,8 tỷ đô la Mỹ. Bà Thảo hiện là phó chủ tịch hội đồng quản trị HD Bank và phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Vietjet Air. Trong khi đó, tài sản của tỷ phú Trần Đình Long đã tăng thêm 1,8 tỷ đô la Mỹ thành 2,6 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Ông Hồ Hùng Anh xuất hiện trong danh sách này lần thứ 6 với khối tài sản tăng từ 1,5 tỷ đô la Mỹ lên 1,7 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Ngoài ra, ông Trần Bá Dương có tên trong danh sách tỷ phú của Forbes từ năm 2018. Tài sản của ông ước tính giảm 0,3 tỷ đô la Mỹ xuống còn 1,2 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang cũng xuất hiện trong danh sách của Forbes năm thứ tư liên tiếp với khối tài sản 1,2 tỷ đô la Mỹ. Thế giới hiện có nhiều tỷ phú hơn bao giờ hết, với tổng cộng 2.781 người, nhiều hơn 141 người so với năm ngoái và nhiều hơn 26 người so với kỷ lục được thiết lập vào năm 2021. Có thêm 9 người ở Nhật Bản nhập viện vì sử dụng men gạo đỏ. Bộ Y tế Nhật Bản ghi nhận thêm 9 người nhập viện sau khi sử dụng gạo men đỏ Benikoji của hãng dược Kobayashi, nâng tổng số bệnh nhân lên 166 người. Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của 9 bệnh nhân trên, trong khi đa số người nhập viện trước đó có biểu hiện khó chịu, chán ăn, nước tiểu bất thường và rối loạn thận. Hôm 3 tháng 4, Bộ Y tế Nhật đã kêu gọi 173 công ty phân phối Benicoji theo dõi xem khách hàng của mình có vấn đề về sức khỏe sau khi sử dụng sản phẩm hay không. Trước đó, từ hôm 27 tháng 3, nước này báo cáo 5 người tử vong liên quan đến loại thực phẩm bổ sung này. Ngày 1 tháng 4, Cơ quan Y tế Đài Loan cũng báo cáo 11 trường hợp gặp vấn đề sức khỏe sau khi sử dụng Benicoji của Kobayashi một trong số đó đã mua sản phẩm tại Nhật Bản. Theo người đứng đầu cơ quan y tế Hoi Chui Yuan, không loại trừ khả năng thiệt hại sẽ lan rộng ở khu vực này. Giới chức Đài Loan sắp công bố cơ chế cho phép nạn nhân yêu cầu nhà sản xuất bồi thường thiệt hại. Kobayashi ra mắt sản phẩm Benikoji Colors Hope vào tháng 2 2021, bán được khoảng 1 triệu gói vào cuối tháng 2 năm nay. Nhiều người dùng đã phát triển bệnh thận một thời gian sau đó. Mới đây, Kobayashi cho biết đã phát hiện axit puberulic, một hợp chất tự nhiên có nguồn gốc từ nấm mốc xanh, trong thành phần sản xuất Benikoji. Theo Bộ Y tế Nhật Bản, đây là chất kháng khuẩn và chống sốt rét mạnh, có thể gây độc tố cho người sử dụng. Phát hiện cúm gia cầm tại bang Texas vừa trứng tươi lớn nhất ở Mỹ ngừng sản xuất. Nhà sản xuất trứng tươi lớn nhất nước Mỹ hôm thứ Ba ngày 2 tháng 4 thông báo ngừng sản xuất tại một nhà máy ở bang Texas, Hoa Kỳ sau khi phát hiện gà mắc cúm da cầm ở đó, theo AP loan tin. Richland, thuộc công ty thực phẩm Kelman, có trụ sở tại Mississippi, cho biết trong một tuyên bố rằng khoảng 1,6 triệu con gà mái đẻ và 337.000 con gà mái tơ, khoảng 3,6% tổng đàn của công ty, bị tiêu hủy sau khi phát hiện dịch cúm da cầm tại cơ sở ở Palmer County, Texas. Nhà máy này nằm ở biên giới Texas, New Mexico ở Texas Panhandle. Cách Amarillo khoảng 85 dặm, 137 km về phía Tây Nam và cách Dallas khoảng 370 dặm, tức là 595 km về phía Tây Bắc. Công ty cho biết không có nguy cơ cúm gia cầm nào liên quan đến trứng hiện đang có trên thị trường và không có trứng nào bị thu hồi. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, trứng được nấu chín đúng cách sẽ an toàn khi ăn. Thông báo của Cowman được đưa ra một ngày sau khi các giới chức y tế tiểu bang texas cho biết một người đã được chẩn đoán mắc bệnh cúm da cầm sau khi tiếp xúc với những con bò bị nhiễm bệnh và nguy cơ đối với công chúng vẫn ở mức thấp các giới chức y tế liên bang cho biết trường hợp này đánh dấu trường hợp đầu tiên được biết đến trên toàn cầu về một người nhiễm loại cúm da cầm này từ động vật có vú bò sữa ở texas và kansas được báo cáo là bị nhiễm cúm da cầm vào tuần trước và giới chức nông nghiệp liên bang sau đó đã xác nhận sự lây nhiễm ở một đàn bò sữa ở Michigan gần đây đã tiếp nhận bò từ Texas. Calmaine bán phần lớn trứng ở các khu vực Tây Nam, Đông Nam, Trung Tây và Mid-Atlantic. Bạn có biết một biên giới quốc gia ngắn nhất thế giới chỉ dài có 85 mét? Penon de Valle de la Gomera, một tảng đá nhỏ ở phía bắc châu Phi, bị Tây Ban Nha chinh phục vào năm 1564 đang giữ danh hiệu là biên giới quốc gia ngắn nhất thế giới với chiều dài chỉ có 85 m Theo trang RDT Central của Anh, Tây Ban Nha có gần 2.000 km biên giới đất liền với Bồ Đào Nha và Pháp, nhưng nước này cũng có biên giới ngắn hơn nhiều với các quốc gia như là Andorra, Anh, ở khu vực Gibraltar và Maroc. Với Maroc thì Tây Ban Nha có chung biên giới đất liền ngắn nhất thế giới là một dải đất dài 85 m nối liền một tảng đá có diện tích khoảng 19.000 m2 với bờ biển nước này. Panon de Velas de la Gomera là vùng lãnh thổ nhỏ bé của Tây Ban Nha kể từ năm 1564 khi bị đô đốc Pedro de Estombenen chinh phục. Mặc dù Maroc đã nhiều lần đưa ra yêu sách đối với mảnh đất này, song Tây Ban Nha chưa bao giờ đồng ý. Nước này cũng triển khai quân đội đóng quân ở đây để cai trị mảnh đất này. Penon de Velas de la Gomera là một trong những nơi mà Tây Ban Nha có chủ quyền ở Bắc Phi, cùng với Suta, Melilla, Penon de Elhusima, quần đảo Chafarina và Isla de Perihil. Đây đều là các vùng lãnh thổ không tự trị nằm dưới sự quản lý của Tây Ban Nha. Điều thú vị là tảng đá cằn cỗi này từng là một hòn đảo cho đến năm 1934, khi một trận động đất tạo ra một eo đất nhỏ và biến hòn đảo này thành một bán đảo. Biên giới đất liền này được chính thức công nhận là nhỏ ngắn nhất trên thế giới Hiện nay, quân đội Tây Ban Nha đã chịu trách nhiệm giám sát và phòng thủ ở Panon de Valle de La Gomera. Những người lính này được luân chuyển hàng tháng và sống trong điều kiện cơ sở vật chất khá kiêm tốn, không có nước và điện. Họ chủ yếu dựa vào các tàu cung cấp của hải quân Tây Ban Nha. NASA nhận nhiệm vụ thiết lập giờ mặt trăng chuẩn, một bản ghi nhớ được gửi đi từ người đứng đầu Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Mỹ, OSTP hôm 2 tháng 4 đã yêu cầu NASA làm việc với các cơ quan khác trong và ngoài nước để thiết lập hệ quy chiếu lấy mặt trăng làm chuẩn. NASA sẽ có thời hạn đến cuối năm 2026 để thiết lập giờ mặt trăng phối hợp gọi là LTC. Theo báo The Guardian, đó không giống múi giờ trên trái đất mà là khung tham chiếu thời gian hoàn toàn lấy mặt trăng làm trung tâm. Vì mặt trăng có ít lực hấp dẫn hơn nên thời gian ở đó nhanh hơn khoảng 58,7 micro giây mỗi một ngày so với trái đất. Cùng với những thứ khác, LTC sẽ cung cấp một chuẩn đo lường thời gian cho các tàu vũ trụ và vệ tinh mặt trăng, vốn đòi hỏi độ chính xác cực cao trong các sứ mệnh của chúng. NASA có kế hoạch đưa phi hành gia lên bề mặt mặt trăng bắt đầu từ tháng 9 năm 2026 trong chương trình Artemis. Chương trình này cũng nhắm đến việc thành lập một căn cứ khoa học trên mặt trăng để làm tiền đề hỗ trợ các sứ mệnh hướng tới sao hỏa trong tương lai. Hàng chục quốc gia, công ty và tàu vũ trụ đã tham gia vào nỗ lực này. Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức của OSTP cho biết, nếu không có LTC sẽ rất khó bảo đảm việc truyền dữ liệu giữa tàu vũ trụ và thông tin liên lạc giữa trái đất, vệ tinh mặt trăng, căn cứ và các phi hành gia được đồng bộ hóa. Sự khác biệt về thời gian cũng có thể khiến cho quá trình định vị hoặc vẽ bản đồ các điểm trên và xung quanh mặt trăng gặp lỗi. Đồng hồ và múi giờ trên mặt đất hoạt động theo giờ phối hợp quốc tế UTC, vốn dựa vào mạng lưới to lớn, các đồng hồ nguyên tử được đặt ở nhiều nơi khác nhau trên toàn cầu. Các đồng hồ này sẽ đo lường sự thay đổi trạng thái của các nguyên tử và tính ra mức trung bình, và cuối cùng là tạo ra thời gian chính xác thiết lập giờ LTC có thể cần phải đặt đồng hồ nguyên tử trên mặt trăng. Theo bản ghi nhớ, việc thiết lập LTC đòi hỏi về có sự đồng thuận quốc tế thông qua các cơ quan tiêu chuẩn đã có và 36 quốc gia đã ký Hiệp định Artemis, Hiệp định nhằm thiết lập các quy tắc để thám hiểm mặt trăng một cách hòa bình. Nga và Trung Quốc, hai đối thủ chính của Mỹ trong không gian vẫn chưa ký Hiệp định này. bắt tội phạm nhờ vào DNA trong không khí. Những tên tội phạm hiểu biết pháp y sẽ biết cách dọn dẹp hiện trường để xóa dấu vết DNA hay là ADN. Hồng để thoát tội, song nghiên cứu mới cho thấy bản thân không khí và máy điều hòa có thể vẫn lưu giữ các bằng chứng phạm tội theo trang IFL Science ngày 2 tháng 4. Công nghệ pháp y được hình thành dựa trên thực tế rằng con người để lại dấu vết DNA ở mọi nơi họ đi qua từ nước bọt khi chúng ta nói chuyện và ho, cho đến tế bào da chết hay là tóc. Trong nhiều thập kỷ qua, cảnh sát xác định tội phạm nhờ sử dụng công nghệ DNA trên các mẫu khăn giấy hay là vết tinh dịch ở hiện trường gây án. Dù vậy, đeo găng tay và lâu dọn hiện trường có thể xóa sạch các bằng chứng quý giá này. Do đó, việc tìm kiếm y e DNA, tức là DNA môi trường, thông qua các phương tiện khác có thể đóng vai trò then chốt trong các vụ án liên quan đến tội phạm hiểu biết pháp y. Một cuộc điều tra quy mô nhỏ tìm kiếm dấu vết e DNA đã được thử nghiệm ở hai nơi: một là máy điều hòa hoạt động trong bốn văn phòng và bốn tòa nhà; hai là không khí trong chính nhân căn phòng này. Những nơi này được kiểm tra tại những thời điểm khác nhau sau khi lau dọn và với số lượng người khác nhau trong những khoảng thời gian khác nhau. Kết quả cho thấy DNA người có thể được tìm thấy trong cả hai môi trường. DNA thu thập trong không khí liên quan đến những người có mặt trong phòng ở thời điểm gần với lúc lấy mẫu. Trong khi DNA có được từ các bề mặt của máy điều hòa, có vẻ cũ hơn một chút. Điều này có nghĩa là nơi tìm thấy eDNA có thể cho chúng ta biết về cách người đó sử dụng không gian đó như thế nào. Nghiên cứu chỉ ra rằng DNA người có thể được thu thập từ không khí và trên bề mặt có lưu chuyển không khí chẳng hạn như là máy điều hòa và có thể xác định những người thường ở trong không gian đó cũng như các vị khách quan theo nhóm tác giả nghiên cứu của đại học Flinders của úc đã viết mặc dù là một bước tiến đầy hứa hẹn trong nỗ lực không để tội phạm lọt lưới song nhóm tác giả cho biết cần nghiên cứu thêm để xác định những nơi tốt nhất để lấy e dna tức là lấy dna môi trường trong bản tin liên quan cuộc sống quanh ta. Một thiếu niên sống hơn một năm trên tàu, du lịch khắp nước Đức. Lassie Stolli, 17 tuổi, yêu thích tàu lửa nên đã dành cả ngày sống và làm việc trên tàu và đã du lịch vòng quanh nước Đức bằng phương tiện này một năm rưỡi qua. Năm 16 tuổi, Stoly thuyết phục bố mẹ ủng hộ ước mơ sống trên tàu hỏa một cách hợp pháp của mình. Trước khi bắt đầu hành trình, cậu dọn dẹp phòng trong căn nhà ở Fort Beck bang miền Bắc Slashwick Holstein Fortbeck và bán phần lớn đồ đạc. Slowly bắt đầu bằng chuyến tàu đầu tiên đến Munich ngày 8 tháng 8 năm 2022 và đến nay đã đi được 500.000 km. Những tháng đầu tiên, việc thích nghi với lối sống độc đáo khá khó khăn. Cậu thường xuyên ngủ gật vào ban ngày do không ngủ đủ giấc trên tàu vào ban đêm. Đôi khi Stoli bị lỡ tàu và mắc kẹt ở nhà ga xa lạ, đặc biệt là vào ban đêm, Tuy nhiên những trải nghiệm này dần giúp cậu hiểu được cuộc sống trên tàu. Trong một năm rưỡi qua, Stoli đã sử dụng thẻ đường sắt hàng năm không giới hạn để sử dụng các chuyến tàu của công ty đường sắt quốc gia Đức Deutsche Bahn. Ban đêm thì Stoli ngủ trong khoang hạng nhất và ban ngày cậu làm công việc nhà phát triển phần mềm qua hình thức trực tuyến. Thẻ đường sắt này có giá khoảng 10.800 đô la Mỹ với thời hạn một năm. Song Stoli mua được với mức giá dành cho thiếu niên ở mức 6.300 đô la Mỹ, cho phép cậu sử dụng không giới hạn các chuyến tàu hạng nhất. Stoli thừa nhận cuộc sống trên tàu không được riêng tư, nhưng cậu coi trọng sự tự do và linh hoạt. Cậu di chuyển hơn 960 km mỗi ngày, dừng lại ở bất cứ nơi nào mình muốn, tắm ở bể bơi công cộng hoặc trung tâm giải trí và chỉ mang theo một chiếc ba lô. Do không gian chứa đồ có hạn, Lassie chỉ mang theo 4 chiếc áo, hai chiếc quần, gối kê cổ chăn, laptop và tai nghe chống ồn. cậu mua đồ từ siêu thị hoặc tận dụng các bữa ăn tự chọn miễn phí ở những ga tàu lớn. trong tương lai cậu muốn làm việc cho công ty dojpan với vai trò là cố vấn. một lựa chọn khá thú vị của thiếu niên này đúng không quý vị? người đàn ông thọ nhất thế giới qua đời. Người đàn ông thọ nhất thế giới Joan Vincent Pere Mora đã qua đời vào ngày 2 tháng 4 ở tuổi 114 theo AFP. Ông Mora được kỷ lục thế giới Guinness chính thức trao tặng danh hiệu người đàn ông lớn tuổi nhất còn sống vào ngày 4 tháng 2 năm 2022 khi ông thọ 112 tuổi 253 ngày. Tính đến năm 2022, cụ Mora có 11 người con, 41 người cháu, 18 chắc và 12 chút. Ông từng cho hay một trong những bí quyết trường thọ là mỗi sáng uống một ly cà phê cùng với một ly rượu mía có tên địa phương là Aguardiente. Rượu mía rất được ưa chuộng ở khu vực Mỹ Latin. Bên cạnh đó, cụ Mora khuyên mọi người nên làm việc chăm chỉ, nghỉ ngơi hợp lý, đi ngủ sớm mỗi ngày và tin tưởng vào Thượng Đế. Là con thứ 9 của gia đình 10 người con, cụ Mora sinh ngày 27 tháng 5 1909 tại thị trấn miền núi El Copper thuộc bang Tachira. Khi còn trẻ, cụ chuyển đến làng Los Pachuli, bang San Jose de Bolivar và dành hầu như cả đời làm nông ở đây. Cụ Mora cũng từng đảm nhiệm chức vụ cảnh sát trưởng địa phương trong hơn một thập niên. Trong phần thông tin về sức khỏe, nghiên cứu mới xác nhận nhiều lợi ích sức khỏe từ Artichoke. Các nhà khoa học từ Đại học Foggia, Đại học Perry Đại học Paris Aldo Moro của Ý và trường Y Đại học King Faisal Ả Rập Saudi đã chỉ ra rằng artichoke có thể là vị thuốc quý giúp hạ cholesterol, đường huyết và huyết áp cao. Artichoke được sử dụng rộng rãi trong thực phẩm và y học vì là nguồn cung cấp khoáng chất, chất chống oxy hóa và polyphenol. Đặc biệt thân và lá artichoke có chứa các dưỡng chất thực vật thiết yếu, có thể được sử dụng làm thảo dược. Theo chuyên trang y tế News Medical, các hoạt chất sinh học trong chúng có tiềm năng điều trị nhiều bệnh quan trọng như là ung thư và thoái hóa thần kinh và bệnh tim mạch. Trong nghiên cứu này, các tác giả đã làm rõ lợi ích sức khỏe cũng như tác dụng làm thuốc điều trị bệnh của Atiso. Kết quả là, các tác giả đã xác định nhiều hoạt chất sinh học có lợi trong thân và lá Atiso, vốn thường được dùng để nấu canh, làm trà uống. Các tác giả cho biết, thân và lá Atiso có hàm lượng chất béo thấp, hàm lượng chất xơ không hòa tan cao, vitamin C, khoáng chất phosphor, kali và natri, các hợp chất phenolic và dẫn xuất của chúng axit hydrocyanamic và flavonoid. Trong đó nổi lên bốn hợp chất quan trọng bao gồm axit chlorogen. Đây là hoạt chất nổi bật nhất của artiso khiến nó trở thành một vị thuốc quý chống lại bệnh tật và bảo vệ sức khỏe. Cinerin là hoạt chất đặc biệt tốt cho gan, có tác dụng bảo vệ gan flavonoid. Các dẫn xuất flavonoid trong artiso có tác dụng kháng viêm và chống lại mầm bệnh. Ngoài ra, artiso còn chứa nhiều sacquitopin lactone, có khả năng chống ung thư, giảm nguy cơ đột biến. Nghiên cứu cho thấy những người có cholesterol hơi cao điều trị bằng chiết xuất artiso trong 8 tuần đã giảm đáng kể mức cholesterol toàn phần và mức cholesterol xấu, cải thiện mức cholesterol tốt theo News Medical. Một thử nghiệm khác cho thấy sử dụng nước lá artiso trong 12 tuần để giúp giảm huyết áp ở những người tham gia. Một nghiên cứu cũng cho thấy bổ sung chiết xuất lá artiso cho chuột béo phì để giúp hạ mỡ máu và ngăn ngừa sơ vữa động mạch. Một nghiên cứu khác cho thấy bệnh nhân viêm gan nhiễm mỡ uống viên artiso trong 2 tháng đã giảm đường huyết, giảm mức cholesterol, giảm mức chất béo trung tính, giảm huyết áp và cả cholesterol xấu Đặc biệt cải thiện rõ rệt chức năng gan theo News Medical. Một nghiên cứu khác cho thấy, bệnh nhân huyết áp cao uống viên bột artichoke trong 8 tuần cũng đã giảm huyết áp. Các nhà nghiên cứu đã kết luận, artichoke chứa các hoạt chất sinh học có lợi cho các chức năng của cơ thể, nâng cao tuổi thọ cũng như là sức khỏe tổng thể. Bởi vậy, nên đưa vào chế độ ăn thông thường để cải thiện sức khỏe và giảm nguy cơ mắc bệnh. Ngoài ra thì chiết xuất artichoke còn có tác dụng bảo vệ thần kinh cải thiện chức năng nhận thức, ngăn ngừa bệnh Alzheimer, phục hồi trí nhớ, giảm lo lắng và trầm cảm. Chúng cũng có tác dụng kháng khuẩn, bao gồm vi khuẩn thương hàng, tụ cầu và E. coli, chống nấm và kháng cả virus. Phần thông tin về sức khỏe cũng đã kết thúc bản tin Thế giới sáng nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và xin quý vị đừng quên nhấn nút like, subscribe để đăng ký kênh, chia sẻ phản hồi và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về Canada và thế giới. Xin kính chúc quý vị một ngày mới an lành. Hoàng Anh kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.